Trước bao tòa thân con ảnh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy y. Tâm đảnh đệ Nam mô tầng hư không biến pháp dư hóa hiện địa lai thập phương chư Phật thông pháp hiện thanh tăng thường trú tam bảo. Chê tâm đảnh đệ Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh vô hiền Bồ Tát hộ pháp chữ tôn Bồ Tát tinh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát.
được đời nhớ thiên hà. Phạm dơ hoàng tăng duyên hà, diệt thời tiểu khiến hà, hoa diệm hoa hồng biên hà. Nam mô thanh lương địa bồ tát ca, nam mô thanh lương địa bồ tát ca, nam mô thanh lương địa bồ tát ca. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát ca, nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát ca, nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Thiên thủ thiện nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra đi, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Bà lô kiên đê thường bán ra gia bồ đề tắc đô ba giá ma tắc đô ba giá ma ca lô ni. Bà giá an tăng bán ra phạt về sô đắc na đắc thọ, nam mô tối kiếp lực đời mong ma ri gia bà đôi kê đê. Thờ phận ra đăng đàm bà, nam mô na ra con trì hê rì ma anh bàn đà sa mê tắc bà ta đâu dù bàn. Thế dân tắc bà thân đa la ma bà già ma phần trần đâu đã biết tăng bà đồ hơ đô cà đê ca ra đê di hơ đê ma bồ đề tăng đô tăng bà tắc bà ma ra ma ra ma em ma rì đà dân cụ lô đôi có mong đồ lô đô lô phạt sa ya đê ma phạt sa ya đê đa ra đà ra địa rì ni tất phật ra ya yan ra yan ra mama phật ma ra mục đề na thất na thất na sa tâm phật ra sa đời phật sa phật sam phật ra sa ra o ro ro ma ra ro ro he di ta ra tất thì tất thì to ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề di ya na ra na thì địa đi sắc đế na ba già ma na ta ba thần đại gia ta ba ma tất cả đại gia ta ba tất đại vũ ca tất cả bang ra già ta ba na ra thần đệ ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng mục khởi gia ta ba ma tất cả đại gia ta ba hai ra tất đà ya ta ma ba đà ma yên tất đà ya ta ma đà ra nga đi bằng đà ra ya ta ma ma ba đà ta ít ra ya ta ma nam mô an ra đắc na đà ra ya ya nam mô a di đà ma đôi cái đế tất cả bạn ra ya ta ma tất điện đồ mạng đà ra a sa ya ta ba tất cả điện đồ mạng đà ra bậc sa ya tám ba tất điện độ a đa ra bạc xà giả tám ba nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Cuối lễ đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, mẹ con đây phát nguyện rộng thọ trì kinh vạn Phật trên đền bốn mươi nặng dưới cứu khổ tam độ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề, tới một báo thân này sinh qua cõi cực lạc, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô bổn sư đến ca mâu ni Phật. Cái kinh kệ vô
vi diệu pháp na ba thiên. Vàng kiếp năng tạo hộ ngà kim kiến văn đất thọ trì. Nguyện giải như lai chân thiệp nghĩa. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi chúng sanh, đại đại xá tế hầm thức tương hảo quang minh dị từ nghiêm đệ tử chỉ tâm vi mãn nghe đệ chế tâm đảnh nề nam mô ta là vương phật để tâm đảnh nề nam mô nhật quang minh phật. Tâm đảnh đề nam mô thủ bộ đề phật. Tâm đảnh đề nam mô tịnh căn phật. Tâm đảnh đề nam mô nhật quang phật. Tâm đảnh đề nam mô phật đà lợi hương phật. Tâm đảnh đề nam mô di lưu quang phật. Tâm đảnh đề nam mô nguyệt diễn phật. Tâm đảnh đề nam mô diệu bổ phật. Tâm đảnh đề nam mô quán thập phương phật. Tâm đảnh đề nam mô đức quang minh phật. Yeah.
âm đến đề nam mô thanh tịnh giới Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô biên trí Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô biên bổ Phật. Tâm đảnh đề nam mô thiện tinh tấn Phật. Tâm đảnh đề nam mô thiện cúng dường Phật. Tâm đảnh đề nam mô phổ trí Phật. Tâm đảnh đề nam mô tịnh quang Phật. Đề nam mô nhân hoài đức Phật. Đề tâm đảnh đề nam mô công đức kiều lương Phật. Tâm đảnh đề nam mô kiên cố tu Phật. Tâm đảnh đề nam mô xưng thánh Phật. Tâm đảnh đề nam mô xứng trạng Phật. Tâm đảnh đề nam mô bất dĩ tâm Phật. Tâm đảnh đề nam mô phổ tín Phật. Tâm đảnh đề nam mô đại hoài đức Phật. Tâm
hưng cúng dường Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Thượng Công Đức Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hạnh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Ai Cúng Dường Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Hộ Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Tín Bồ Đề Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Tâm ý Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Xuất trí Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Xuất Thinh Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Tánh Nhật Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Văn Thinh Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đại Diệm Tổ Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Thắng Tích Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Vô Ưu Phật. Chế tâm
Nam Mô A Di Đà Kiến Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Đăng Vương Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thắng Cao Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thập Phương Vang Danh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô A Di Đà Nhãn Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Nguyệt Cao Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Năng Dự Vô Úy Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Tịnh Tụ Vương Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Nguyệt Thiên Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Quang Minh Nhật Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Đại Sưng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Cao Thanh. Nam Mô Chân Thanh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô A Di Đà Thuyết Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Xưng Thượng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thiên Vương Phật. Yeah.
Nam Mô Minh Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Lạc Thinh Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Tâm Ý Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Địa Trụ Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Tịnh Quá Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Đà La Vương Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Vô Úy Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Thanh Tịnh Trí Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Năng Phá Nghi Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Tự Thắng Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Thắng Thượng Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Chúng Chúng Nhật Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Kiến Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Kiến Việt Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Hàng Phục Ma Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Đại Thủ Phật. Thế
thắng tăng khứ Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Hoài Đức Quang Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Hộ Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Oai Đức Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Quang Minh Nhật Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Kiến Tụ Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Ý Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Hương Sơn Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Ma Ni Thanh Tịnh Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Công Đức Minh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Nhật Nguyện Đăng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thành Tựu Quang Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Lạc Thuyết Pháp Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Thiền Tự Duy Nghĩa Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Hiển Kiến Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Sư Tử Trạng Phật. Tâm
Nam Mô Đại Bồ Phật. Thiện tâm đảnh Nam Mô Liên Hoa Nhãn Phật. Thiện tâm đảnh Nam Mô Chiếu Quang Phật. Thế tâm đảnh Nam Mô Tín Vô Lượng Phật. Tâm đảnh Nam Mô Vô Lượng Sắc Phật. Tâm đảnh Nam Mô Khải Thiên Phật. Tâm đảnh Nam Mô Bảo Quang Minh Phật. Tâm đảnh Nam Mô Thượng Thủ Phật. Tâm đảnh Nam Mô Thiện Kiến Phật. Tâm đảnh Nam Mô Thân Vị Phật. Tâm đảnh Nam Mô Đức Vị Phật. Tâm đảnh Nam Mô Nhật Diện Phật. Tâm đảnh Nam Mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Xin đem những duyên công đức đề Phật này nguyện được thân trang nghiêm trăm phước tương tốt trọn đầy. Pháp thân chư Phật tương tốt tùy hình thân chất đầy như ná la diên. Con và chúng sanh nguyện đều thanh tu. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô
thành phố hiền Bồ Tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ma ha ba nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hành tâm bát nhã ba la mật đa tâm chiếu kiến hữu ứng giải không đồ nhược thiết khổ ánh sáng từ tự sắc bất gì không không bất gì sắc sáng tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành tức diệu phục như thì xa đờ tử thì chưa phát hồng tương bất sanh bao nhiêu bất có bất tình bất tăng bất giận thì cố không trúng vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhang như thi thì thân ý vô sắc tính hương thì xuất pháp vô nhàn giới này vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tận này chi vô nào từ diệt vô nào từ tận vô có tập diệt trả vô tri diệt vô đất di vô sở đất cố bồ đề tắc đời nhã ba la mật đa khổ tâm vô ái ngài vô ái ngài vô hưởng vô biến đi điên đảo mộng tường cứu cái này các bạn tham thế dư phải bát nhà ba la mần đã cô đã đầu đã lo tâm biểu tâm bồ đều cứ đi bát nhà ba la mật cả nhà ê đại thần chủ thì đại minh chủ thì vô thường chủ thì vô đàng đàng chủ năng trời giấc thì có chân thiệt phật hư có thiết các bát nhà ba la mật cả nhà thế thiên vô biên đế ngài đề ba la ngài đề ba la tăng yến đế mượn đề tán ba yết đề đế ba la cái đề ba la tăng ngài đế mượn đề tán ba yết đề đế ba la yết đề ba la tăng yết đế bồ đề tán ba tiểu tay các tường thần chủ năng mộ tam đa mất hà đà nắm ba bát đa đề ai đã xả ta nặng địa tạng kê kê ông hồng nhập phá ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra đề đất trái đề đất trái cái đi đề chẳng đi đề ta vẫn ra ta vẫn ra đề ca cái đi ta ba nằm bồ tam ma đa mô đà nằm ma bát ra đề ai đã xá ta nằm nằm đề địa tạng kê 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 ông hồng nhập phá ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra đề đất xa đề đất xa cái đi đề đất đi đề ta vẫn ra ta vẫn trả đề ca cái đi ta tất cả các thứ đều an thành xin nguyện chư Phật thượng gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thờ thượng an lành tất cả các thứ đều an thành xin nguyện tam bảo thượng gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thờ thượng an lành tất cả các thờ đều an lành xin nguyện hộ pháp thượng gia hộ nam mô tiểu tài giáng kiết thượng bồ tát ca nam mô tiểu tài giáng kiết thượng bồ tát nam mô tiểu tài giáng kiết ca tường bồ tát đệ tử chúng đẳng tùy tưởng tu thập phổ
Dạ Đề Kính Chư Phật Nhị Dạ Xưng Tăng Như Lai Tam Dạ Quán Thu Cúng Dường Thơ Dạ Sám Môi Nghiệp Chướng Hù Dạ Tỳ Hỷ Công Đức Đục Dạ Thịnh Chuyển Pháp Tinh Thất Dạ Tịnh Phật Trụ Thế Bát Dạ Thượng Tỳ Phật Học Cứu Dạ Hằng Thuận Chúng Sanh Thập Dạ Phổ Giai Hội Công đức thù thắng hành ở bộ biển thắng phước giai hồi hướng ở phổ miệt phạm giới chư chúng sanh tóc vãng vô lượng quán phổ sát nguyện tiêu tám chướng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chứng minh liệu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thường Bồ Tát Đạo nguyện sanh thấy phương thịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật hộ bổ sanh bất thôi Bồ Tát vi vạn nữ nguyện chỉ thứ công đức Bồ cập mơ nhớn thiết kê nga đằng dự chúng sanh giai công thành Phật nghe Thơ quê Phật đường nguyện chúng sanh thế giới đại đạo Phát vô thượng tâm Thơ quê Phật đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng Trí tuệ như sanh thông đi đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo